Quốc Nghiệp Ngọc Mai được xem là một trong những cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn nhất nhì showbiz Việt. Sau khi chính thức giành ngôi vị quán quân tại Ca Sĩ Mặt Nạ, tên tuổi của Ngọc Mai ngày càng gần hơn đến công chúng và chiếm nhiều tình cảm của khán giả. Cùng với độ phủ sóng tên tuổi, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng Quốc Nghiệp Ngọc Mai cũng thu hút sự chú ý không kém. Đồng hành cùng bà xã ở hầu hết tất cả các sự kiện, Quốc Nghiệp xứng danh là ông chồng yêu vợ khi luôn dành cho Ngọc Mai những cử chỉ quan tâm cùng những ánh mắt âu yếm. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ chỉ toàn màu hồng cùng sự ngọt ngào, nhưng Quốc Nghiệp Ngọc Mai cũng có những góc khuất hôn nhân đầy cảm lạnh. Mới đây, mạng xã hội bỗng lan truyền đoạn clip có nội dung liên quan đến việc Ngọc Mai công khai bóc phốt ông xã. Trong video, nữ ca sĩ tỏ thái độ hờn dỗi, liên tục dùng lời nói cà khịa khi chồng của cô, diễn viên siếc Quốc Nghiệp, suốt ngày mở nhà của ca sĩ Hà Nhi. Có một sự thật thôi, có một sự thật như thế này, vợ là Osen nhưng chồng suốt ngày nghe nhạc Hà Nhi. Tiếp đó, khi ông xã phân trần rằng mình chỉ nghe nhạc không thích Hà Nhi, Ngọc Mai liền đáp trả, ý là ngày nào cũng mở Hà Nhi hát thôi, cho nên tâm trí không muốn vote cho Osen, may mà mèo quý tộc bị loại, không thôi Quốc Nghiệp sẽ vote một ngày 15 tin cho mèo quý tộc. Cuối cùng, không để ông xã có cơ hội lên tiếng thanh minh, Ngọc Mai còn đưa hẳn dẫn chứng. Ngày nào em cũng nghe anh hát đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên. Trời ơi mà tôi đang tập bài mới nha, thậm chí chưa nạp bài vô được mà ngày nào cũng replay chục lần như thế. Đến nỗi hai đứa con còn hát bè phụ anh luôn. Đối diện với những lời lẽ đậm mùi cà khịa từ bà xã, diễn viên Quốc Nghiệp đành cười trừ cho qua.